Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, phố Hiến, Hưng Yên là một đô thị càng tấp nập của các hoạt động công thương nghiệp ở đàng ngoài, một tiểu Tràng An phát triển rực rỡ chỉ sau kinh thành Thăng Long. Trải qua nhiều suy thịnh và biến đổi của tự nhiên, phố Hiến không còn giữ được vị thế như trước. Song những di tích lịch sử, đình đền chùa cổ kính được bảo tồn gần như nguyên vẹn đến ngày nay vẫn là điểm tham quan thu hút du khách thập phương, nhất là trong dịp tổ chức lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến tới đây. Điểm độc đáo là các di tích trong quần thể di tích đặc biệt phố Hiến Hưng Yên đã thể hiện đầy đủ các triều đại từ Đinh, Lý, Trần, Hậu, Lê, Nguyễn. Trong mỗi triều đại đều có những công trình văn hóa kiến trúc mang dấu ấn độc đáo của thời đó, như đền Mây thời Đinh, chùa Hiến thời Lý, đền Kim Đằng thời Lê, đền Thiên Hậu thời Hậu Lê, đền Trần, đền Mẫu thời Nguyễn. Trên một cái không gian có diện tích là khoảng 5 cây số vuông như thế mà có đến hơn 150 di tích như phố Hiến thì đấy là cái đặc trưng của sự phong phú, mật tập, tập trung về mặt số lượng mà rất ít nơi có thể có được. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của các công trình trong quần thể di tích phố Hiến còn là sự kết tinh và giao thoa giữa phong cách kiến trúc thuần Việt, kiến trúc Trung Hoa và kiến trúc theo kiểu phương Tây. Những kiến trúc tôn giáo của người Việt gồm nhiều loại hình như đền chùa, đình miếu, trong đó có đền Trần thờ tướng quân Trần Hưng Đạo, đền Mây thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, đền thờ bà Lê Bạch Nương hay còn gọi là bà Chúa Kho thời Lê Hy Tông, chùa Chuông, chùa Hiến. Người Hoa sinh sống ở phố Hiến cũng để lại nhiều công trình kiến trúc tôn giáo như võ miếu, đền Mẫu, đền Thiên Hậu. Đền bà Thiên Hậu hoàn toàn là Trung Hoa, nhưng mà ở trong cái nghi môn của cái đền này, chúng ta thấy rõ ràng là cái chạm trổ ở trên nghi môn ấy có những con rồng với cái đao mác là sản phẩm của Việt Nam. Trong số 16 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt phố Hiến, điển hình phải kể đến văn miếu Xích Đằng, một trong 6 văn miếu còn tồn tại cho đến ngày nay của đất nước và là một trong 2 văn miếu lâu đời nhất cả nước sau văn miếu Quốc Tử Giám. Chùa Chuông có tam quan cổ kính với 3 tầng lầu lộng lẫy, hệ thống tượng Phật độc đáo đẹp mắt, cây cầu đá xanh 3 nhịp được xây dựng từ năm 1702. Đặc biệt là đền Mẫu với cảnh quan đẹp, phía trước là mặt hồ Bán Nguyệt trong xanh. Trong sân có cây cổ thụ gồm 3 cây đa xanh xi, có niên đại gần 700 năm tuổi, đan quấn vào nhau, tạo thế chân kiềng vững chắc bao trùm toàn bộ ngôi đền, tạo nên vẻ linh thiêng kỳ bí. Xuôi một chút về phía nam là phố Hiến cổ với cụm di tích đình chùa Hiến, Đông Đô Quảng Hội. Tại đây còn lưu giữ nhiều tượng và hiện vật quý, có 2 tấm bia đá ghi lại tư liệu về quá trình tụ cư của thương cảng phố Hiến. Bên cạnh đó là cây nhãn tổ. Tương truyền đây là cây quý mã đẹp quả to cùi dày, hương vị thơm ngon đặc sắc được dùng để tiên vua và còn nhiều di tích khác với những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc có sức thu hút du khách. Em cảm thấy di tích phố Hiến mình rất là đẹp và thiêng. Em cũng được biết là vào cuối tuần tới ở đây có lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến. Em rất là háo hức nên em sẽ cố gắng thu xếp để em sẽ về đây dự lễ hội. Với quần thể di tích lịch sử văn hóa có mật độ lớn đa dạng, phố Hiến hình thành hệ thống các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống phong phú. Lễ hội sẽ được khai mạc vào tối ngày 29 tháng 2, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách.